Chào mừng các bạn đã đến với bản tin S News và hãy cùng với mình cập nhật tin tức vào trong ngày hôm nay thứ 6 13 tháng 3. Trong những ngày gần đây thì người dân miền Tây đang phải chống chọi với điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt với tình trạng hạn và ngập mặn. Điều này đã làm cho kinh tế đi xuống và đã khiến cho rất nhiều người điêu đứng. Trước tình cảnh này thì rất nhiều sao Việt đã kêu gọi giúp đỡ và chí nóng để giúp cho người dân miền Tây. Thời gian hiện tại, người dân miền Tây đang lâm vào tình thế vô cùng khó khăn. Khi các loại nông sản, thủy hải sản ở nhiều tỉnh thuộc khu vực này đều đang trên đà bị bệnh hoặc chết, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Ngoài ra, tình trạng thiếu nước ngọt, nhiễm mặn còn ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Tình trạng hạn mặn đã diễn ra bất ngờ và có diễn biến rất xấu, phức tạp. Chính vì vậy, các sao Việt đã dùng sức ảnh hưởng của mình để huy động thiện nguyện kêu gọi khán giả chung tay hỗ trợ người dân miền Tây. MC Đại Nghĩa là người tiên phong kêu gọi hỗ trợ, đưa hàng chục máy lọc về để giúp đỡ bà con vùng hạn mặn. Ca sĩ Thủy Tiên cũng chi nóng 50 triệu và tích cực vận động khán giả, các mạnh thường quân giúp đỡ, lắp máy lọc nước biển tại các tỉnh miền Tây. Thủy Tiên cho biết là ngày hôm nay 13 tháng 3, cô sẽ trực tiếp tới địa điểm đầu tiên là Gò Công để khảo sát và xin phép chính quyền địa phương cho kỹ thuật tới lắp đặt máy lọc. Ngọc Trinh cũng đã chi 200 triệu để giúp đỡ bà con miền Tây đang chịu thiệt hại. Ngoài ra, cô còn lập quỹ và vận động khán giả, các mạnh thường quân cùng chung tay ủng hộ mang máy lọc nước tới những vùng chịu thiên tai. Trước sự giúp đỡ nhiệt tình từ các sao Việt, rất nhiều cư dân mạng đã cảm thấy rất cảm kích và để lại bình luận như: cảm ơn các anh chị, những người nổi tiếng với tấm lòng cao cả, giúp đỡ người khó khăn là một việc làm rất đáng quý. Nhờ những người có tầm ảnh hưởng lên tiếng giúp đỡ và kêu gọi quyên góp thì mới nhiều người biết đến, của ít lòng nhiều, mình cũng đã ủng hộ 500.000, mong là người dân miền Tây sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe cập nhật thông tin mỗi ngày.